Cố đánh Nghệ An lại cũng không xong. Nghệ An là cổ họng của xứ Bắc, giặc Ngô ắt phải đem toàn lực ra giữ. Ta mới cử sự lần đầu, binh non lương ít, phải có kế của ta. Sẵn đây có Thanh Thế, hay nhất là ta cứ hư trương Thanh Thế ở mặt Bắc với quân Ngô. Dạ bẩm, có khách xin gặp. Khách nào vậy? Dạ bẩm bác, có hai bác xưng là Bác Dung và Bác Dị ạ. Được, tôi có mời họ. Cô cho thêm trà. Dạ. Xót xa
Quả như lời bác sĩ, phương Nam đất mới, dân chưa được học gì nhiều thi thư của Hoa Hạ, nhưng cũng nhờ vậy mà còn giữ được tính thô phát kiên cường. Dân khí đã như thế, đất lại kéo dài suốt vào Nam, đồng bằng tiếp núi cao biển rộng. Đang lúc bọn Ngô coi như dùng ngoài biên, suốt dãy đất chỉ có tên tổng binh Kim quản cả. Mấy đạo Tân Bình, Thuận Hóa, Thăng Hoa, tôi trộm nghĩ, ta không nhân cơ hội này mà chiếm lấy thì không biết còn đợi lúc nào. Vào Nam là một lẽ, nhưng còn trải Trùng Quan, còn các châu huyện vừa mới được thu phục. Thưa ông cả, tôi, bác sĩ và hai vị đây đã có bàn qua. Xin thưa với ông cả, bác sĩ sẽ thống lĩnh quân vào Nam, bắt Võ làm phó. Hai vị đây sẽ tham mưu giúp bác sĩ, đồng thời sẽ thu góp lại số quân bản bộ của hai vị đang tản lạc ở vùng Thuận Hóa, Thăng Hoa. Tôi và số anh em còn lại sẽ ở lại đây giúp ông cả giữ trại, quyết không cho quân Ngô bén mảng. Nếu chúng huy động đại quân ở Đông Quan tiến chiếm bằng được, thì ta cũng đã có kế thoát thân an toàn. Còn các châu huyện vừa thu về, cứ tùy các tri châu, tri huyện và anh em thổ binh. Ai muốn ở lại Trùng Quan cứ ở lại, ai muốn về cứ đính ước trước với họ vài điều cần thiết rồi cho họ về. Đồng thời ta sẽ hư trương thanh thế, cứ loan tin là sắp đánh Nghệ An, để xem bọn Ngô tiến thối thế nào. Hãy giành lại đất nước ta, Đại Việt. Tổng binh đại nhân hỏi ngươi, ngươi là Tri Châu, là lệnh quan của Thiên Triều Đại Minh, được giao phó nắm giữ một châu, được bổng lộc của Thiên Triều. Vậy mà bọn giặc mang đến, ngươi chỉ biết đầu hàng, rồi quan quân đến, ngươi lại lạy xin chịu tội. Ngươi muốn chịu tội thế nào? Bẩm xin lòng trời biển của Đại Quan. Xét ngươi trước đây đã có công lao với Thiên Triều trong việc đánh dẹp quan quân của cha con Hồ Quý Ly, tổng binh đại nhân tha tội chết, nhưng không thể không phạt ngươi bị tước hết phẩm hàm, lưu lại trong quân làm lính. Đội ơn, đội ơn và đội ơn. Quân đâu? Y lệnh. Cho giải tên giản tri huyện Đông Thành. Cho giải tên giản tri huyện Đông Thành. Tri huyện Đông Thành xin bái yết tổng binh đại nhân.
Tổng binh đại nhân nói khác với tri huyện Tri Châu khác. Ngươi là một chân khoa cử, thông hiểu thi thư, được thiên triều cho hưởng bổng lộc để chăn dân một huyện. Tại sao thay vì trải gan não ra đất để đền ơn chưa đủ, ngươi lại cam tâm khấu đầu lại giặc, rồi còn để cho cả con trai ngươi theo giặc? Theo ngươi tự xét, tội ấy thế nào? Bẩm đại nhân, tội Hạ Quan đáng muôn lần chết. Đây là quân Trùng Quan. Thằng giặc kia, mày sẽ chết. Ta vì hèn, vì tham sống sợ chết đã cung cúc theo mày. Nhưng con ta và anh em Trùng Quan sẽ quét mày. Con ta sẽ giết mày. Con ta sẽ bắt nó hạ ngục. Lũ giặc bạo ngược kia, rồi chúng bay hãy xem dân Nam sẽ giết hết chúng bay đồ rác rưởi. Lôi nó ra ngoài. Chuyện là vậy, cha tôi chết dưới tay bộ ngoại xâm. Ít nhất người đã đền nợ nước, không chế nhục tổ tông. Chính tôi nghe bác Kiên bác Xí khuyên mời bác ở lại trên ấy. Nếu bác chịu ở lại thì đâu đến nỗi. Cha tôi biết sẽ chết và đã chọn cách chết ấy. Tôi hiểu cha tôi. Có tiếc là tiếc cha tôi chết hơi sớm, bởi người định sẽ gạt dẫn tên tổng binh về huyện rồi liều mạng đánh úp một lần. Nhưng thôi, đó là chuyện đã qua. Tôi đã làm xong lễ tế cho người, và tôi phải tức tốc về đây để chuyển lệnh. Ngày hôm nay, bác Chủng, bác Cửu, bác Bằng mang hết anh em ở vùng Đông Thành này theo đường sông ngược lên Trùng Quan. Vậy tức là bỏ huyện Đông Thành lại cho giặc. Sao vậy? Bác Kiên, bác Xí chỉ dặn tôi vậy thôi. Còn chị Chí, chị Triệu giao hết việc mua bán ở hai quán cho mấy cô kia trông coi. Bác Tính liên lạc ngay với cô Liên, giao hết việc ở nhà chị Chí cho bác Mạc, anh Tâm. Đúng hôm cuối tháng này, tức 8 ngày nữa, tất cả chị Triệu, chị Chí,
bác Bằng, bác Tính, cô Liên sẽ gặp bác sĩ ở Tân Bình. Ở đâu? Tân Bình, bên kia Hoành Sơn. Bác sẽ cùng đi. Tôi sẽ cùng vào. Nhưng hôm nay tôi sẽ theo bác Chủng lên Trùng Quan gọi chị Bích. 5 ngày nữa tôi và chị Bích sẽ theo đường núi về huyện thành, rồi tất cả cùng qua Hoành Sơn vào Nam. Thời gian vậy là rất kịp. Thu vén đi ngay thôi. Chị Liên, cô Chí, thử luôn xem nào. Đẹp thật. Hai chị thử xem. Ra vẻ gái kinh kỳ lắm. Ơ, bác tìm đâu được thế? Các cô xem thử, anh em tỏa đi suốt mấy quyền mới tìm được. Nghe người tặng nói đây là vật cũ ở Bắc, đưa vào từ mấy đời trước. Vâng, tôi xin. Bác Võ đã dẫn quân ngược lên Trùng Quan rồi sao? Vậy tới đây đang tính kế chia quân vào Thuận Hóa, thì bác gì cho biết có sẵn anh em quân cũ của bác Dung. Được như vậy, một công có thể được luôn 5-3 việc. Bác Kiên đã biết, sẽ bàn lại với ông cả. Việc sắp tới đây không cần đông người. Trong lúc quân Ngô ở Nghệ An vừa có thêm quân từ tỉnh Thanh vào, đang quyết đánh trại Trùng Quan. Có thêm lực lượng gần cả ngàn, anh em đa phần là những tay giỏi cung nỏ. Về cùng bác Võ chặn đường đánh Bộc Hậu, nhất định quân Ngô sẽ thêm thiệt hại binh lực, lại sẽ co trở vào thành Nghệ An. Lại càng không ngờ được anh em ta đang trên đường vào Thuận Hóa.
Vậy là sao? Tin do thám cho biết, ở Trùng Quan chỉ có trên 1.000 quân. Ngươi nhận 3.000 quân đi, thề rằng nếu không san bằng được trại Trùng Quan sẽ không về. Sao bây giờ về? Quân tàn tướng chết, ngươi lại bảo quân Trùng Quan tinh nhuệ, quân Trùng Quan đông, thế là thế nào? Dạ bẩm, chúng rất đông, chúng đông tới hàng vạn. Chúng thần bị mai phục các nơi, địa hình hiểm trở, thoát ra được là may cho hạ tướng. Ngươi có nói thái quá không đây? Đúng như thế, chúng đông lắm, muốn san bằng được trại Trùng Quan. Để trừ mối họa về sau, xin cho thêm 5.000 quân nữa. 5.000 quân? 5.000? Tướng quân nói vậy tức phải xin thêm quân Đông Quan vào. Tướng quân đã biết, quân ở đây tìm đâu thêm được 5.000? Cho ngươi lui. Dạ đội ơn. Tướng quân, sao vừa ngọ gặp ta có việc cùng bàn? Dạ. Chúng tôi chỉ mới rèn một số, còn nhiều lắm. Thưa bác Chữ Mưu, nếu anh em ta cứ đánh vài trận như trận vừa rồi thì khỏi lo xưởng Đông Thành hết sắt. Sắt của bọn Ngô đã tốt, anh em ở đây lại luyện già lửa. Số gươm đao này đều loại quý. Đánh được một trận chỉ nên biết một trận, đừng mong trận nào rồi cũng thế. Bọn Ngô hàng chục vạn quân, người ngựa vượt qua hàng vạn dặm đường để sang đây. Chúng không phải là bọn ngu. Quân hồ của Ly Đông Thế lại hào sâu thành cao, vậy mà chúng còn đuổi như cáo đuổi gà. Số vũ khí của giặc anh em ta thu được, cái nào hư gãy bác cho rèn đúc lại, cái nào dùng được cứ để vậy. Việc chúng ta đang cần là phải có đủ vũ khí cho anh em giết giặc. Còn việc đúc bảo kiếm bảo đao chưa cần đâu. Thưa bác chủ môn, ông cả cho mời. Tôi cũng đang đến chỗ ông cả đây. Bác võ, xem anh em ai còn thiếu hoặc muốn đổi binh khí, đến gặp bác một mà xin. Vâng, thưa mưu chủ. Ta vừa hư trương thanh thế, dọa đánh thành Nghệ An. Chúng đã đưa thêm quân ngoài thanh vào để tiến đánh ta. Thua trận vừa rồi, để xin quân Đông Quan vào, chúng mới phao lên là ta có gần cả vạn quân. Chúng càng phao to thanh thế quân ta, cái nhục thua trận của chúng càng nhẹ bớt. Nhưng đồng thời, dân chúng càng bớt sợ chúng, càng tin tưởng vào thế lực của Trùng Quan. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta không thể chỉ co lại cố thủ ở đây để đợi chúng. Cách cố thủ hay nhất là tấn công. Bởi thế, chúng ta phải có đất phương Nam. Có phương Nam, chúng ta sẽ có thêm lực lượng, có đất để mặc sức lui tới. Chúng đến, chúng ta sẽ bày trận để đợi chúng. Nhưng chỉ hơn 1.000 anh em vào Nam với bác sĩ, thì bác võ đã phải dắt hơn 800 trở lại đây. Bác sĩ chỉ còn chưa tới 200 anh em ở vùng Tân Bình. Theo tôi thấy thì trong tình trạng này, bác võ chưa thể đưa anh em trở lại ngay với bác sĩ được. Thưa ông cả, tôi cũng nghĩ như vậy, nên đã dặn bác võ tiếp tục chi quân, giữ chặt vòng ngoài
để hỗ trợ cho lực lượng phòng thủ các dòng trong. Đợi ở Tân Bình, việc bắt xí xong sẽ có cách phòng thủ khác. Bác sĩ có gần 200 quân, tất cả đều thông thuộc đường xá vùng ấy. Theo tin báo, tên phó tổng binh hộ thành Thuận Hóa chỉ có khoảng 100 quân, nhưng để chúng đi ra nữa sẽ có quân Nghệ An vào đó. Vâng, thưa ông cả, chúng có chừng ấy quân, nhưng anh em thuộc quyền bác sĩ thậm chí biết tên được gần hết bọn chúng. Bẩm phó tổng binh, bọn tiều phu cho biết nếu cứ thế này, chậm lắm là trưa mai chúng ta sẽ đến Ròn. Ở đó có chợ, có khách xá và tửu lầu. Còn đường xá thế nào? Dạ, chúng nói ở đây không trộm cướp gì cả, mấy năm nay rất yên. Trộm cướp chỉ có các châu huyện ngoài Nghệ An. Tiếp tục lên đường.